Dạ em chào anh ạ. Mới về iPhone à? À dạ đúng rồi ạ. Hôm nay bán luôn không nhỉ? Anh ơi, bên em là phải đặt trước đi anh thì phải xếp hàng ạ. Xếp hàng thì anh đầu hàng. Nhưng mà bên em nhiều người đặt trước lắm anh ạ. Người khác phải bước qua sát anh thì mới mua được chứ. Thôi em hỗ trợ ưu tiên anh được ấy. Thì không biết là anh trả bằng cái gì ạ? Đó là tiền nên anh đón cách nào? Em biết là trả bằng tiền rồi nhưng mà ý em là trả thẳng hay trả góp ấy anh? Đi đến đây anh còn phải đi đường vòng thì làm sao mà anh trả thẳng được? Anh trả góp. Dạ, anh ơi, thế anh nhớ trả đúng hạn của em nhé, em ngại gọi lắm. Biết rồi, em gọi anh có khi mà không được thế là sao mà... Cho em xin tên đấy ạ. Anh tên Thắng. Thắng ạ? Họ tên anh ạ. Phạm Nhân Thắng. Sao đấy? Em biết anh tên là Phạm Nhân Thắng rồi nhưng mà em đi em vẫn sợ anh ạ. Tầm đấy anh ấy có uy tín chứ có phải là cái vấn đề gì đâu mà em phải lo sợ và run đồng cặp thế nhỉ? Nhớ trả tiền đúng hạn cho em ấy nha anh nhá. Không phải lo, anh nói anh làm uy tín rồi, thái độ kiểu gì đấy. Nhưng mà trông anh cứ không thế. Này, em bỏ cái kiểu đi nhá. Đừng có mà đánh giá sách, đánh quyển sách. Đánh cái gì? Sách. Không không anh ơi, đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa. Em đừng có đánh giá quyển sách qua một cái trang bìa nhá, bỏ cái kiểu đi nhá. Anh nói anh trả là anh trả được. Làm thủ tục đi. Vâng. Em xin phép gọi điện ạ. Alo. Còn trong kho không? Kho còn không? Thế cho em làm thủ tục cho Phạm Nhân Thắng đi nhá. Có. Dạ vâng.